nguyên lính đặc công đánh chìm tàu 15.000 tấn, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Quang Khải. Quý vị và các bạn thân mến, dù trên đầu là máy bay ngày đêm quần thảo, phía dưới gần 100 lính Mỹ canh gác, thế nhưng với sự mưu trí, dũng cảm, người lính đặc công Trần Quang Khải đã cùng đồng đội làm nên một kỳ tích hiếm có trong lịch sử, đốt cháy chiếc tàu chở dầu 15.000 tấn của giặc Mỹ. Những ký ức về trận đánh năm 1969 vẫn vẹn nguyên trong ký ức của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Quang Khải. Trong video ngày hôm nay, Chân Dung Lịch Sử mời quý vị và các bạn tìm hiểu rõ hơn về anh hùng đặc công Trần Quang Khải cùng chiến tích có 102 của ông. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Mười sáu tuổi, chàng trai Trần Quang Khải sinh năm 1952, thôn Thanh Nga, xã Hoàng Trinh, huyện Hoàng Hóa, Thanh Hóa, đã gác bút làm đơn xung phong lên đường nhập ngũ, dù lúc đó bản thân ông được ưu tiên vì có anh trai đang tham gia chiến trường miền Nam. Tháng 6 năm 1968, ông được gia nhập đội 1, đoàn 126, quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng. Vì được mệnh danh là rái cá từ nhỏ, người thanh niên Trần Quang Khải lúc đó được đào tạo trở thành đặc công nước. Trận đầu ra quân của lữ đoàn 126 đặc công Hải quân. Trong ký ức của Thiếu tướng Mai Năng, nguyên đoàn trưởng 126, nguyên tư lệnh binh chủng đặc công, trận đánh đầu tiên đánh chìm tàu quốc ở cửa Việt khó thể phai mờ. Ông là người chỉ huy trực tiếp trận đánh mở màn của lực lượng đặc công Hải quân ở mặt trận Bắc Quảng Trị thời ấy. Cửa sông Hiếu phía bờ Nam, đêm 31 tháng 3 năm 1967, trong bóng tối mịt mùng, mấy bóng người đen trũi ẩn mình bên bờ. Đội trưởng Mai Năng, người chỉ huy tổ chiến đấu, giương nắm đấm ra lệnh. Hai người lính dưới quyền ông là Đỗ Khắc và Nguyễn Văn Kiểm, minh chân trung trục, ôm theo hai quả mìn, nam châm, nhẹ nhàng trườn xuống nước, mất hút dưới sông. Nửa tiếng sau, phía con tàu quốc một tiếng nổ long trời lở đất. Chiếc tàu quốc bốc cháy, cột lửa bốc lên ngùn ngụt. Tiếng còi báo động rít lên lanh lảnh, toàn bộ khu vực cảng cửa Việt náo loạn. Vùng cửa sông đèn dù, đèn pha soi sáng rực, tàu tuần tiễu quần lượn truy tìm. Tất cả tĩnh lặng. Rạng sáng, đội trưởng Mai Năng cùng đội hình chiến đấu an toàn rút về căn cứ. Tiếp đó, 5 giờ 30 phút sáng ngày 8 tháng 5 năm 1967, chiếc tàu quốc thứ hai của địch đang nạo vét cảng cửa Việt lại bị mìn của đặc công nước công phá, chìm nghỉm. Rạng sáng ngày 15 tháng 5 năm 1967, chiếc tàu vận tải LCU đang neo đậu giữa sông, khu vực cửa Việt bị đánh chìm tại chỗ sau hai tiếng mìn nổ long trời lở đất. Từ những trận đánh mở màn ban đầu bằng vũ khí thô sơ, lực lượng đặc công nước non trẻ từng bước rút ra kinh nghiệm chiến đấu đặc thù, dùng các tổ chiến đấu nhỏ xuất quỷ nhập thần tiếp cận tiêu diệt tàu địch. Hàng loạt phương tiện vận tải thùng của địch bị đánh chìm, tuyến đường tiếp viện của địch bị chặt đứt. Hoang mang khi khí tài chiến tranh liên tục bị phá hủy, địch phải thay đổi phương thức vận chuyển. Các tàu lớn thì neo ở ngoài biển, dùng tàu nhỏ tăng bo vào cảng. Tình thế trên chiến trường buộc những chiến sĩ đặc công nước đoàn 126 phải tìm ra phương pháp chiến đấu mới, tiêu diệt tàu địch trên biển. Gian nan tiếp cận mục tiêu. Nhớ lại sự kiện mình đã làm được xem là kỳ tích ấy, ông Khải không khỏi tự hào. Cho đến giờ đã hơn 50 năm trôi qua, ông vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc giấu mình trong cát, ngâm mình dưới nước cả ngày trời. Lúc cài mìn vào tàu, giây phút chiếc tàu 15.000 tấn phát nổ, bốc cháy, ngọn lửa giữa biển khơi cao hơn 100 mét. Ông chia sẻ, ngày 2 tháng 9 năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần. Trước sự đau thương vô hạn ấy, Mỹ ngụy lợi dụng những ngày đó tấn công, đánh phá ác liệt nhiều vùng trên chiến trường miền Nam. Vì vậy cả nước đồng tâm thực hiện lời kêu gọi, biến đau thương thành hành động. Đoàn 126 cũng phát động phong trào tìm diệt nhiều tàu địch, lập công đền ơn Bác. Thời điểm này, để tiếp tế cho hơn 3 vạn quân Mỹ và hàng vạn quân ngụy đang bị giam chân ở mặt trận đường 9 Khe Xanh, địch coi tuyến đường biển, cửa Việt, Đông Hà là cái dạ dày cung cấp vũ khí, nhu yếu phẩm của chúng. Bộ Chỉ huy Hải quân Mỹ ngụy đã ra lệnh cho các đơn vị vận tải của chúng chỉ được sử dụng tàu dưới 4.000 tấn vào cảng cửa Việt để dỡ hàng.
còn các tàu có trọng tải lớn hơn phải neo đậu ngoài biển, cách bờ từ 1 đến 5 hải lý, chờ xà lan và tàu nhỏ ra lấy hàng, tuyệt đối không được vào cảng. Ngày 5 tháng 9 năm 1969, cơ sở và trinh sát báo về có một tàu lớn đỗ ngoài khơi, cách cửa Việt 3 hải lý về hướng đông nam, đang chờ xà lan và tàu nhỏ ra lấy hàng. Đây là tàu USS Noxubi, có trọng tải 15.000 tấn, có nhiệm vụ cung cấp nhiên liệu cho các đơn vị ngụy quân ở mặt trận đường 9. Chiếc tàu này được Mỹ trang bị hiện đại, có thiết bị chống người nhái, chống đặc công nước và được canh gác rất nghiêm ngặt. Đảng ủy và chỉ huy đoàn 126 lập tức lên kế hoạch đánh tàu này. Cửa sông cửa Việt rộng khoảng 200-300 mét, sâu từ 4-6 mét, cách bờ 1 km. Đang vào mùa mưa nên lưu lượng nước đổ về đây rất lớn, tạo nhiều vòng xoáy nguy hiểm. Ngoài lực lượng bố phòng trên bộ, trên sông, nơi cửa biển, cách bờ chừng 5-8 km, thường xuyên có tàu tuần dương Mỹ mang số hiệu 73 hoạt động. Nơi cửa sông có tàu tuần tiễu ven biển, tàu quốc, tàu quét mìn và tàu cứu thương của ngụy. Phía nam cửa Việt, sát mép biển có 2 lô cốt và nhiều đài quan sát. Trước đó, quân Mỹ đã xây dựng thêm 5 ngọn đèn pha, nên đêm đến, khu vực cửa sông sáng như ban ngày. Tổ trực tiếp đánh địch gồm 3 người. Ngoài ông Khải thì còn có ông Trần Xuân Hỗ và tổ trưởng Bùi Văn Hy. Còn tổ gùi vũ khí và bảo vệ có 4 người. Đêm đầu, hành quân vào vị trí tập kết, ém quân. Đêm thứ 2, bơi ra tiếp cận mục tiêu, gắn mìn. Đêm thứ 3, rút quân về bờ Bắc. Thời gian gắn mìn phải trước 1 giờ sáng. Mệnh lệnh của cấp trên là thực hiện không được quá 5 ngày. Từng ngày giờ, được ông Khải nhớ rất rõ. Sau khi nhận nhiệm vụ, 18h30 phút ngày 6 tháng 9 năm 1969, tôi cùng với mọi người vượt đò cửa Tùng sang bờ Nam, chọn phương án men theo mép biển. 22 giờ cùng ngày, tất cả đã đến bờ Bắc cửa Việt nhận vũ khí, rồi đeo phao, kéo vũ khí xuống nước, vượt sông cửa Việt sang bờ Nam. Mỗi người mang theo ống thở, khí tài lặn, 2 thủ pháo, 2 lựu đạn, dao găm. Riêng tôi và ông Hỗ nhận thêm 2 quả mìn rùa nặng 6,8 kg của Liên Xô sản xuất. Khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, một trung đội lính ngụy tuần tra qua làng. Chúng phát hiện cồn cát có dấu vết lạ, liền ra sức lùng sục. Ông Khải thì chôn mình dưới cát, còn ông Hy và ông Hỗ thì nằm dưới sông cho đến hơn 17 giờ chiều. Không tìm thấy bất cứ thứ gì thì đội quân này mới rút. Mệnh lệnh cấp trên cho thời gian thì gấp rút, mà hết một ngày chúng lùng sục nên anh em cứ chôn mình dưới cát và sông thế không động tĩnh gì. Đợi cho chúng rút đi, 18 giờ anh em mới lần đường ra mép nước và bơi ra biển. Thế nhưng vừa bơi được đoạn ngắn thì một cơn dông nổi lên, sóng to gió lớn. Nơi cửa sông, dòng nước chảy xiết nên mọi người đành phải quay vào bờ, tìm chỗ giấu vũ khí, giấu người. Kỳ tích cài mìn nổ tàu 15.000 tấn của đế quốc Mỹ. 17 giờ ngày 8 tháng 9, ông Khải cùng với ông Hỗ mang theo vũ khí, đeo phao, lần theo mép nước ra biển. Tổ trưởng Hy ở lại cảnh giới, lặn hụp dưới nước, vật lộn với sóng gió hơn 3 tiếng đồng hồ. Ông Khải cùng với đồng đội mới tiếp cận được gần con tàu. Trên đầu máy bay, địch quân thảo. Ở dưới, lính canh gác nghiêm ngặt. Chỉ trong tích tắc chốt thay ca của địch sơ hở, hai ông nhanh chóng bám được dây neo của tàu. Ông Khải nhớ lại. Mặc dù biết trước đây là tàu cực lớn, nhưng mà tôi vẫn bị choáng bởi nó cao 15m, rộng 20m và dài đến 100m. Ánh sáng đèn pha làm mặt biển quanh tàu sáng như ban ngày. Anh Hỗ luồn về bên trái mạn tàu, tôi thì luồn sang bên phải. Cả hai tìm khoang chứa dầu rồi cạo hà, áp mìn. Mỗi quả mìn cách nhau 3m, dưới độ sâu 0,5m so với mực nước biển. Sợ nam châm yếu, quả mìn khó bám chắc vào vỏ tàu, tôi phải cắt đứt phao mìn. Phao mìn nổi lên, lính gác trên tàu phát hiện xả súng báo động. Đạn tiểu liên AR-15 và lựu đạn lập tức ném xuống quanh tàu như mưa. Máy bay trực thăng, một máy bay C-130, 5 tàu tuần tiễu từ cửa Việt ra vùng biển có chiếc tàu dầu neo đậu, kết hợp với tàu tuần dương và khu trục Mỹ ngoài khơi và sụp sạm truy tìm. Pháo sáng bắn lên sáng cả một vùng biển, đạn các loại từ trên tàu trên máy bay cứ xỉa xuống. Trên bờ, từ cửa Việt ra cửa Tùng, địch bủa quân vây muôn ngả. Chiếc tàu chở dầu của địch hốt hoảng nhổ neo, bỏ chạy về phía cửa Việt. May mắn lúc chúng phát hiện thì cũng là lúc hai anh em đã hoàn thành nhiệm vụ.
Chiếc tàu dầu lo sợ có mìn của đặc công nước, vội vã tháo chạy về hướng cảng cửa biệt. Nhưng mới chạy được có một quãng ngắn, khoảng 22 giờ, mìn nổ theo giờ hẹn. Ngọn lửa cao đến cả 100 mét, sáng rực cả mặt biển. Mỹ điên cuồng chút đạn, sức ép làm cho các chiến sĩ của tàng nghẹt thở, choáng váng rồi chìm nghỉm xuống nước. Sợi dây liên kết đồng đội bị đứt, mỗi người văng ra một nơi, mất liên lạc. Cứ như vậy họ để cho nước cuốn trôi đi. Họ lạc nhau, đói, khát, ẩn giấu mình dưới sự lùng sục truy quét của địch. Người nọ cứ tưởng người kia đã hy sinh. Một ngày sau, cả ba chiến sĩ đã gặp nhau ở điểm quy định trên bờ bắc cửa Việt, rồi cùng trở về căn cứ. Ông Khải bị thương vào đùi, còn ông Hỗ thì bị sức ép, ù tai. Ông Khải tâm sự: trước khi thực hiện nhiệm vụ này thì đã xác định là chết, nên khi hoàn thành rồi cũng cứ cố gắng mà thoát thân. Sống thì là may mắn, còn chết thì cũng mãn nguyện. Cứ tưởng ông Hỗ đã hy sinh, nhưng một ngày sau thấy ông trở về, anh em mừng quá, chỉ biết ôm nhau mà khóc. Ông Khải tự hào: sự kiện tàu chở dầu 15.000 tấn của Mỹ bị đánh đắm này được hơn 70 tờ báo của các nước đưa tin, bình luận với những dòng nội dung như kinh hoàng, ngoài sức tưởng tượng. Có tờ báo còn đặt câu hỏi: bằng cách gì mà Việt Cộng có thể thâm nhập, cài đặt mìn vào tàu khi mà radar trên tàu quét 24/24 và thiết bị theo dõi của tàu có thể nhìn thấy từng con cá đang bơi dưới biển? Sau trận đánh ấy, ông Khải lại cùng với đồng đội dũng cảm chiến đấu và lập chiến công ở nhiều trận đánh khác. Những năm sau đó, ông được cấp trên cử sang Liên Xô học. Năm 1990, ông về hưu mang quân hàm thiếu tá với cương vị là Phó Chủ nhiệm Chính trị, Lữ đoàn 299, Quân đoàn 1. Năm 2015, ông vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Chân dung lịch sử xin được nghiêng mình tri ân sự hy sinh, công lao to lớn của lớp người đi trước và biến lòng biết ơn ấy thành những hành động cụ thể trong cuộc sống, học tập và lao động. Chân dung lịch sử sẽ chia sẻ nhiều hơn nữa những tấm gương anh dũng dân tộc tới quý vị khán giả. Bởi thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương để đất nước được độc lập, thống nhất, thì thế hệ hôm nay và mai sau sẽ một lòng ghi nhớ và viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng. Hãy cùng với Chân dung lịch sử lan tỏa những video hữu ích tới những người thân và bạn bè bằng cách chia sẻ video quý vị nhé. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những số phát sóng tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.